Rồi, ok, mến chào quý anh chị bà con cô bác đã quay trở lại với video tiếp theo của Lúa TV ha. Thì ngày mới chúc mọi người có một ngày làm việc thật vui vẻ và hạnh phúc bên người thân và gia đình nha. Thì chủ đề hôm nay Lúa xin chia sẻ đến quý vị và các bạn là chủ đề biến động số dư tiền ra vô của tài khoản Sacombank trên app Sacombank Pay nha các bạn. Thì như các bạn đã biết á, kể từ ngày 15 tháng 10 năm 2021 thì Sacombank á là có triển khai gói thông báo tin nhắn ra vô từ cái clip trên app Sacombank luôn các bạn. Thì đối với những bạn nào mà có tài khoản Sacombank mà đang sử dụng app Sacombank các bạn thì nó sẽ báo tin nhắn qua trực tiếp qua app hết và nó không báo tin nhắn nữa. Nhưng đối với những bạn mà có xài tài khoản Sacombank mà không xài app Sacombank thì nó vẫn báo tin nhắn trực tiếp bình thường ha. Thì cái trường hợp này á, thì khi mà báo tin nhắn qua app Sacombank thì có một số bạn gặp khó khăn, đó là khi tiền báo ra vô á, đột ngột á, thì các bạn sẽ không biết và có một số bạn sẽ không biết cách coi như thế nào. Thì hôm trước mình có chia sẻ cái video á, cách coi biến động số dư á, các bạn có thể lên đó coi và mình có để ở trong phần mô tả và cái phần bình luận ở dưới ha. Thì có một số bạn gặp khó khăn và trở ngại nên có hỏi mình có cách để mà báo tin nhắn trực tiếp lại tin nhắn cho mình hay không. Đó thì vẫn có thể được như bạn. Thì có hai cách. Một là mình có thể lên app Sacombank Pay mình cài đặt, và một là mình chuyển qua mail. Thì mail nó cũng có thể báo tin nhắn qua chuông ha, cũng có chuông mà mình có thể biết ha. Nhưng mà cách đó thì mình sẽ hoàn toàn miễn phí, không tốn tiền. Nhưng mà cái cách thứ hai là mình báo tin nhắn qua SMS. Đó là các bạn có thể tự lên đó các bạn kích hoạt luôn. Đó, nhưng mà cái SMS thì các bạn sẽ bị tốn phí nha các bạn. Thì phí nó khoảng tầm 11.000 đó. Thì các bạn nếu mà muốn làm theo cách của mình thì mời các bạn theo dõi video mình ha. Mình sẽ lên trực tiếp trên app và mình sẽ tự kích hoạt ở nhà cho các bạn xem luôn. Đó, rồi giờ mình bắt đầu thôi các bạn, mời các bạn theo dõi video mình nha. Rồi thì ok, trước tiên mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách để mình xem thông báo biến động số dư của mình trước ha. Thì các bạn truy cập vào cái chuông nè, đó. Rồi thì nó đưa mình vô bên trong, các bạn truy cập vào một cá nhân thì các bạn sẽ thấy những cái thông báo tiền ra vô của mình ở bên dưới đây. Đó. Những cái có chấm đỏ là mình chưa xem ha, còn cái chấm rồi không có chấm đỏ thì mình đã xem rồi. Và các bạn cứ kéo dưới bên dưới. Rồi. Rồi ok các bạn, bây giờ mình sẽ tiến hành mình cài đặt cho các bạn xem ha. Các bạn truy cập vô hình người bên phải trên đầu nè. Đó, các bạn chọn vô cái mục là cài đặt thông tin giúp mình nha. Đó, các bạn nhấp vô đây. Đó, xong các bạn nhấp vô cái mục là cài đặt thông báo. Đó. Thì hiện tại mình có hai tài khoản nha các bạn. Thì nó sẽ thông báo qua hết hai tài khoản, nhưng mà mình đã đóng một cái, mình không cho thông báo qua Sacombank Pay cái này. Mình chỉ thông báo cho cái này thôi. Đó. Rồi, thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình sẽ cài đặt nó thông báo qua Gmail nha các bạn. Đó, thì chỗ chữ email nè. Đó. Thì nó vừa thông báo qua Sacombank Pay và vừa thông báo qua email luôn nha. Thì mình sẽ test vô mail. Đó. Rồi xong thì các bạn sẽ chọn vô cái mục là tôi đã đọc và đồng ý ở bên dưới ở góc cuối cùng ha. Các bạn test vô cái chỗ này. Đó, tôi đã đọc và đồng ý nè. Rồi, xong các bạn nhấn ô tiếp theo. Đó thì nó đã nổi lên cho hai mình cái thông tin là một là tài khoản của mình, hai là cái Gmail. Đó, mình có thể xóa Gmail đó, mình nhập vô Gmail khác, nhưng mà các bạn lưu ý là phải Gmail đúng với đăng ký ngân hàng nha. Đó, xong các bạn nhấn vô mục là tôi đã đồng ý nè, nhấn vô đồng ý. Rồi, thì nó sẽ kêu mình nhập mật khẩu. Mật khẩu này là mật khẩu của app Sacombank Pay của các bạn nha. Chứ các bạn phân biệt giùm mình nha. Rồi, mật khẩu app Sacombank Pay nha. Đó, xong nó sẽ nổi lên là báo như thế này. Là thông báo cài đặt thành công ha. Là tài khoản thanh toán của bạn đã được cài đặt nè. Đó, bên trên là tài khoản của mình. Đó, bên dưới là cái Gmail mình đã cài đặt. Đó, nó thì nó sẽ thông báo qua Gmail hết cho mình như thế này. Và vừa thông báo qua Sacombank Pay, vừa thông báo Gmail luôn nha. Rồi, thì mình sẽ thoát về, mình người ta chủ mình mở lên cho các bạn xem. Đây mình vô phần cài đặt thông báo. Đây nó đã có thông báo nè, nó để mặc định cho mình là vừa thông báo qua Sacombank Pay, vừa thông báo qua email luôn. Đó. Rồi ok các bạn ơi, thì khi các bạn cài đặt thông báo Gmail, các bạn lưu ý giúp mình một điều là khi cái Gmail của các bạn là phải đúng với cái Gmail đăng ký của ngân hàng thì nó mới chấp nhận cho các bạn đăng ký chuyển qua Gmail nha các bạn. Thì lúc mà các bạn là mở thẻ, các bạn đăng ký Gmail nào thì các bạn nhập ngay Gmail đó mới được nha. Đó, bây giờ mình sẽ tiến hành mình cài đặt qua SMS cho các bạn xem ha. Thì mình sẽ cài đặt nó thông báo qua Sacombank Pay và SMS thôi các bạn, không thể cài đặt qua Gmail nha. Rồi mời các bạn theo dõi ha. Đây mình sẽ bỏ Gmail đi và mình sẽ chọn nhấp vô cái chỗ SMS nè. Đó. Sau khi các bạn nhấp vô xong
thì các bạn test ở cái chỗ bên dưới, cái chỗ tôi đã đọc đồng và đồng ý ha. Rồi xong thì cũng làm tương tự như cái kia là mình sẽ nhấn tiếp theo, và nó sẽ cũng nổi lên hai tài khoản, nổi lên như thế này, là một bên dưới là tài khoản, bên dưới là số điện thoại ha. Đó, số điện thoại về các bạn kiểm tra lại số điện thoại mình cần đăng ký. Rồi xong các bạn test vô chỗ tôi đồng ý. Sau đó các bạn nhập mật khẩu của app Sacombank Pay của các bạn vô. Đó. Đây mình sẽ nhập mật khẩu của app mình vô ha. Rồi, sau khi nhập xong thì nó sẽ báo là mình đã cài đặt thành công như thế này. Cách này thì nó rất đơn giản các bạn. Thì bên trên là số tài khoản, bên dưới là số điện thoại mình cần thông báo qua tin nhắn ha. Đó, thì cách này rất đơn giản thì ai cũng có thể làm được. Rồi các bạn lưu ý giúp mình là cái số điện thoại báo tin nhắn là cái số điện thoại mình phải đăng ký với ngân hàng mới được nha các bạn, chứ không phải muốn nhấp vô số điện thoại nào cũng được ha. Rồi để mình quay về trang chủ rồi mình vô phần cài đặt và cài đặt thông báo để cho các bạn thấy là nó đã mặc định là vừa thông báo qua Sacombank Pay nè. Đó, vừa thông báo qua SMS luôn ha. Ok các bạn, thì đây là nó vừa thông báo qua Sacombank Pay ha, vừa thông báo qua SMS ha. Thì các bạn có thể tự vô đó các bạn tùy chỉnh không cho thông báo ha các bạn. Như là mình đã tùy chỉnh chỉ cho thông báo qua Sacombank Pay thôi bạn, không cần thông báo qua tin nhắn để đỡ tốn phí nha. Rồi ok các bạn ơi, thì vừa rồi mình đã chia sẻ đến các bạn cái cách mà mình để mình kiểm tra cái biến động số dư của mình trên app Sacombank Pay, cũng như cái cách mà để mình tự cài đặt mặc định cho nó là thông báo qua Gmail và hay là ở thêm hết nha các bạn. Thì các bạn có thể vô đó trực tiếp trên app Sacombank Pay để mà điều chỉnh và mình nhận thông báo trên đó ha. Rồi, ok các bạn, như hiện tại thì Sacombank rất đưa ra những cái chương trình có ưu đãi nha các bạn. Thì đối với các bạn nào mà không có thẻ tài khoản Sacombank Pay thì các bạn có thể trực tiếp lên tại app Sacombank Pay về các bạn có thể đăng ký định danh trên đó, định danh như thế nào, cái đó gọi là LKC các bạn. Thì các bạn có thể định danh bằng chứng minh nhân dân, chụp bằng sao mặt trước mặt sau và xác minh khuôn mặt của bạn, thì các bạn sẽ có ngay một cái tài khoản Sacombank Pay, và sau đó các bạn có thể lên đó tự lựa chọn số tài khoản của mình, đăng ký tài khoản số đẹp trên đó luôn bạn. Thì tài khoản này vẫn có thể sử dụng bình thường mà không tốn phí các bạn, đó rất ưu đãi. Và các bạn có thể rút tiền chuyển tiền, nếu các bạn cần thiết thì các bạn có thể vô ngân hàng bạn nạp, và nếu các bạn cần rút tiền mặt trên máy ATM mà không vào ngân hàng thì các bạn có thể rút bằng VR đó trên app Sacombank Pay các bạn. Đó, đối với bạn tài khoản nào mà tài khoản định danh á, định danh cấp 1 đó, thì nó rất hay ở chỗ là cái app này á thì mình có rất nhiều ưu đãi, như mình nạp tiền điện thoại này, chuyển tiền hay là thanh toán hóa đơn hoàn toàn miễn phí như các bạn. Rồi thì video của mình đến đây là kết thúc, thì cảm ơn các bạn đã xem và theo dõi video của mình. Nếu các bạn thấy video mình hữu ích thì hãy like cho mình một like để đăng ký kênh ủng hộ mình nha các bạn. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.